Rồi, mấy con này là con đợt 2 nha, cô đây, lại đây. Nên nói Zalo số này nha, để kéo cái máy lại. Một con này cho lẹ nha. Hai con này tự động. Ba con. Có đánh tới số 22 nha anh em. Tự động này, mà con này không chạy nha. Anh em cứ chơi con nào là mà quýnh số đó nha, báo giá nha. Đại pin mấy con này là đồng hồ Nhật nha, có mấy con Thụy Sĩ, con này của Mỹ này, tham mét Sinh cô mạc vàng này. Con này automatic. Con này của Mỹ này, tham mét này, Sinh cô. Dùm lên xíu đi. Có con này nó lai này. Con này vừa chạy pin vừa chạy tự động này. Ta có búa ra không? Con này của Citizen, mặt xám xám này. Oren với lại Senko. Qua giờ lẹ lẹ nha anh em ơi. Senko này. Con này của Thụy Sĩ, con này cũng có con chạy này nha. Cái máy zoom nó bị tầm bậy rồi anh em ơi. Con này Thụy Sĩ này. Con này không cô đó nè, Citizen còn chạy luôn nè nha. Mấy con nó lâu lắm rồi anh em. Citizen. Con này là hãng này cũng là lạ rồi, của Thụy Sĩ này, Swiss này thấy không? Mấy cái này size ba mấy nha anh em, 35 37 gì đó. Con này bơ kiến rồi, Citizen này. Con này với con này giống nhau này nha. Hai con giống nhau này. Rồi, con này như của Senko. Con này bạc vàng nha, rồi. Được nhiêu đó anh em ơi. Zippo này nè nha, anh em nào chơi Zippo nữa nha, Zalo số này nha anh em. Hoặc là anh em nào ở Gò Vấp thì Sài Gòn thì qua đây lựa nha. Lựa cho nó dở nha anh em ơi.